Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, được Hội Nông dân các cấp huyện Bảo Thắng triển khai rộng khắp với nhiều hình thức, nội dung phong phú, qua đó tạo không khí thi đua phát triển kinh tế, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên. Huyện Bảo Thắng có trên 17.500 hội viên nông dân, hiện sinh hoạt tại 223 chi hội cơ sở. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được huyện Bảo Thắng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong các năm qua, thì đối với Bảo Thắng, lĩnh vực chăn nuôi, huyện Bảo Thắng hiện nay có trên 420 trang trại gia trại. Các mô hình đều có thu nhập cao, đặc biệt có những trang trại có thu nhập nhiều tỷ đồng trên năm về chăn nuôi lợn cũng như trang trại nuôi gà có 20.000 con gà. Đây là những mô hình mà cần phải nhân rộng để phát triển. Trong 5 năm qua, hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 32.000 lượt hộ nông dân, tổ chức cho hội viên nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong và ngoài tỉnh và nhiều hoạt động hỗ trợ khác để người dân có thể tiếp cận được vốn, kiến thức, việc làm. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho nông dân, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tăng nguồn thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Được sự hỗ trợ của hội nông dân huyện cũng như là hội nông dân thị trấn thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi vay cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất. Mấy hai nữa là nhờ sự quan tâm của bên hội nông dân huyện cũng đã tạo điều kiện cho hội viên chúng tôi được nắm bắt các cái kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi. Nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất mà giá trị sản xuất trên 1 hecta đất canh tác năm 2019 đạt trên 80 triệu đồng. Từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa như lúa, rau, chuyên canh, hoa, ứng dụng công nghệ cao, vùng dứa, chuối, chè, huyện đã xây dựng được 15 sản phẩm OCOP. Thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền và lấy cái phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi làm nòng cốt để thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, đó là thực hiện cái việc huy động mọi nguồn lực ở trên địa bàn để thực hiện tốt cái phong trào sản xuất kinh giỏi. Thứ ba là thực hiện tốt cái việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và tuyên dương cái gương điển hình để nhân lên diện rộng. Trong thời gian tới, với tinh thần cần cù sáng tạo của hội viên nông dân, sự nỗ lực cố gắng của các cấp hội, cán bộ hội viên nông dân huyện Bảo Thắng phấn đấu khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển.